Những đứa trẻ hiểu chuyện. Dịch Dương, Nhất Dương ở với hàng du mục không chỉ phụ mẹ kế kiếm tiền mà còn sống rất tiết kiệm, rất hay mặc đi mặc lại một chiếc áo. Nhiều người bất ngờ soi ra một điều ở Dịch Dương và Nhất Dương, đó chính là các cậu nhóc đều hay mặc đi mặc lại bộ chiếc áo. Trong lần về Việt Nam để đến Đà Lạt với hàng du mục, Dịch Dương diện một chiếc áo màu đỏ. Và trước đó, khi về Việt Nam với anh trai, Dịch Dương cũng đã từng diện chiếc áo này. Rồi một ngày sau đó, Dịch Dương xuất hiện trên phiên live cùng với hàng du mục cũng diện chiếc áo này. Không riêng gì Dịch Dương, Nhất Dương cũng như thế. Trong một phiên live phụ gì ở Trung Quốc, cậu mặc chiếc áo giống với khi ở Việt Nam. Và nhiều lần Nhất Dương có một chiếc áo màu đen cũng hay dùng đi dùng lại. Em trai của hàng du mục cũng cho biết khi mình dắt Nhất Dương và Dịch Dương đi mua quần áo thì hai cậu nhóc chỉ mua đúng một cái áo và không chịu mua thêm gì nữa. Thông qua những điều này, ai nấy cũng thừa nhận Nhất Dương và Dịch Dương đều rất hiểu chuyện, có lẽ không muốn cậu Hiền phải tốn tiền vì mình và hiện không như xưa nữa nên muốn tiết kiệm. Cũng có thể cả hai ngại và không muốn mua sắm nhiều vì hàng du mục một mình phải gồng gánh nuôi bốn người con. Nhất Dương và Dịch Dương đều rất biết cách đối nhân xử thế, ai tốt với mình thì bản thân các cậu sẽ tốt lại. Hàng du mục đã giúp cả hai thoát khỏi cuộc sống tổn thương thì nay Nhất Dương cũng như Dịch Dương lúc nào cũng phụ giúp cô kiếm tiền. Có khi chưa tỉnh ngủ nhưng Dịch Dương cũng cố gắng ngồi phía sau livestream cầm đồ giúp nữ TikToker. Còn Nhất Dương thì hỗ trợ test máy trước khi live, kiểm tra về mặt kỹ thuật, sản phẩm, để ý hàng du mục cần gì thì chủ động làm. Nữ TikToker có live xuyên đêm thì cả hai cũng thức theo. Các cậu làm cho hàng du mục đều được trả tiền. Nữ TikToker từng cho biết mỗi tháng sẽ trả tiền lương cho Dịch Dương số tiền là 5.000 nhân dân tệ, tức khoảng hơn 17 triệu đồng tiền Việt. Nhất Dương đã tốt nghiệp đại học và đang học edit video để hỗ trợ thêm hàng du mục. Còn Dịch Dương thì sẽ học về diễn xuất. Bên cạnh đó, nữ TikToker cũng tìm thêm người dạy tiếng Việt cho hai con riêng của chồng cũ. Hàng du mục tốt với Dịch Dương nên cậu cũng xem cô là mẹ của mình. Trong các phiên live, dân tình sẽ hay thấy Dịch Dương gọi nữ TikToker với danh xưng là mẹ. Còn bạn thấy sao về việc Nhất Dương, Dịch Dương thường dùng đi dùng lại những chiếc áo? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!